Khi có lũ xảy ra, điều quan trọng nhất là phải ở nơi thật cao trong nhà của bạn để được an toàn. Cháy ở trong nhà, một cao ốc. Trong trường hợp có cháy, trẻ em không nên trốn trong nhà mà hãy chạy ra khỏi ngôi nhà đó. Ôi trời đất ơi, ôi trời ơi, tệ quá đi. Đi thôi. Ơi, một ngôi nhà mới. Đúng rồi, đây là ngôi nhà mới của em. Cẩn thận nha. Bão đang đến. Tất cả mọi người hãy ở trong nhà. Có bão đang đến, có bão đang đến. Có bão sao? Mình không biết. Một đứa trẻ. Nhanh lên, có bão. Vô nhà đi. Trong trường hợp có bão, nơi an toàn nhất là ở trong nhà của mình. Cảnh báo, có mưa rất to. Tới đây. Bạn không thể ra ngoài. Ôi dừa. Bạn phải ở trong nhà khi có lũ hoặc là có mưa to. Khi có lũ xảy ra, điều quan trọng nhất là phải ở nơi thật cao trong nhà của bạn để được an toàn. Em đã không biết. Thôi được, bây giờ em đã biết rồi. Cảnh báo, đang có sấm và có chớp. Hãy cẩn thận. Sấm chớp? Em không biết nó là gì. Hãy ở trong nhà, đừng ra ngoài. Chị sẽ cứu em. Em không thể đứng dưới các vật thể đứng đơn lẻ, đặc biệt là nếu như có tiếng chớp. Nó cực kỳ nguy hiểm. Mia, sao em buồn vậy? Rác. À chăm, nó không phải là rác. Bắt đầu nào. Mọi người ơi, Mia, em ấy đã lớn rồi. Em ấy có thể tự dọn phòng của mình. Bạn có thể tự dọn phòng của mình không? Hãy thích video và theo dõi kênh của mình nha. Cái này có thể tái chế. Đây là rác thôi. Đây là nhựa.
là rác. Cái mình đang cầm không phải là nhựa, cũng không phải là tái chế, mà nó là rác. Rác, tái chế và nhựa. Rác. À chưng, nó không phải là rác, nó là nhựa. Được thôi. Nó rất là quan trọng đó nha. Nhỏ xíu à. Mia, sao em buồn vậy? Nó nhỏ quá à. Mia, nếu quần áo còn tốt thì chúng ta không nên bỏ đi. Sẽ có những cái hộp để bỏ vào. Những cái hộp đó để đựng những quần áo cũ nhưng còn tốt và sạch. Dạ được. Các em ơi, nếu quần áo yêu thích của các em quá nhỏ nhưng còn rất nhiều trẻ em khác đang cần nó, cho nên các em muốn bỏ nó đi, nhưng đừng bỏ vào thùng rác mà bỏ vào cái hộp này. Bây giờ thì quần áo của chúng ta sẽ được trẻ em khác sử dụng lại. Họ sẽ cần chúng hơn chúng ta đó. Hãy thích video và theo dõi kênh của mình. Tạm biệt. Mình đi rửa tay nào. Khăn giấy được làm từ cây xanh. Nếu bạn tiếp tục vi phạm nó thì sau này sẽ không còn cây xanh nào nữa. Giờ anh không thể đốt mấy thứ này, vì nó đang là mùa hè, nó có thể có một đám cháy lớn đó. Các bạn cần phải bảo vệ thiên nhiên. Khăn giấy. Em không biết. Em dọn dẹp đi. Khăn giấy được làm từ cây xanh. Nếu bạn tiếp tục vi phạm nó thì sau này sẽ không còn cây xanh nào nữa. Một tờ là được rồi. Sạch rồi. Yeah.
Bạn không nên để nước chảy ra như vậy nếu như bạn không dùng nó. Đặc biệt, bạn có thể dùng ly. Các bạn có biết tiết kiệm nước trong lúc các bạn chảy răng không? Không, 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 không. Artem, anh không được để nước chảy tràn lan ra khỏi bồn tắm như vậy. Anh không được mở vòi nước khi anh không cần dùng tới. Anh phải biết tiết kiệm chứ. Bạn không thể làm thế này, không thể làm thế kia. Vậy tôi có thể làm gì đây? Tôi sẽ ra ngoài. Artem, Artem, dừng lại. Anh không nên làm tổn thương cây cỏ. Gì chứ? Cây cỏ có sự sống. Chúng cần CO2 để cung cấp chúng ta oxy để thở. Nếu như bạn làm chúng đâu, chúng sẽ không cung cấp oxy cho chúng ta nữa, thì chúng ta không còn tồn tại. Các bạn nhớ bảo vệ cây nha. Anh ấy ngủ rồi sao? Mở đèn nữa hả? Không, không, không. Bạn cần phải tắt tất cả đèn mỗi khi bạn đi ngủ nha. Ồ, tối quá đi. Chỉ có chiếc đèn này sáng. Cái đèn ngủ như vậy là quá lớn. Chúng ta nên đổi đèn khác thôi. Cái này thân thiện với môi trường hơn nè. Anh đừng có làm như vậy. Hoa để dành cho bướm và ong. Ê, anh ấy không hiểu gì cả. Là cảm giác của con ong và con bướm bị nè. Tôi không thích như này chút nào cả. Cho nên là anh phải cẩn thận đó. Chúng ta cần phải chăm sóc thiên nhiên. Các bạn nhỏ, các bạn đã chăm sóc hành tinh này như thế nào?